Vanessa xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với Vanessa Cuộc Sống Mỹ Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2020 và cũng là ngày Chủ nhật ở bên Mỹ Thì Vanessa cũng cập nhật được một số thông tin tin tức Cái thứ nhất đó chính là một cái tiêu đề mà mọi người đang quan tâm đó là tại sao số người đang từ bỏ thì cái quốc tịch của biên Mỹ lại tăng đột biến. Và cái nội dung thứ hai và nước muốn chia sẻ đó chính là thông tin về cái gói cứu trợ liệu tiền thất nghiệp chúng ta có được nhận trong vòng một vài tuần tới hay không và cái gói cứu trợ thứ hai 1200 có được tiếp tục đàm phán hay không và nó sẽ cụ thể là như thế nào. Vanessa rất mong tất cả quý vị anh chị em và các bạn đã ủng hộ Vanessa trong suốt thời gian cao qua thì hãy tiếp tục ủng hộ Vanessa và ai là người mới đến với kênh của Vanessa thì hãy đăng ký bấm cái chuông ở bên tay phải để ủng hộ Vanessa ra video tiếp theo cũng như là để nhận được những cái video mới nhất từ Vanessa thì bài báo ngày hôm nay cho biết một số lượng kỷ lục người dân đang từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ của họ nghiên cứu mới được công bố vào ngày chủ nhật cho thấy hơn 5.800 người Mỹ từ bỏ quốc tịch trong 6 tháng đầu năm 2020 so với 2.072 người Mỹ từ bỏ quốc tịch trong cả một năm 2019. Như vậy là chỉ trong 6 tháng thôi mà cái con số nó còn hơn cả gấp đôi với cái con số cả một cái năm 2019 đó quý vị. Theo Ben Briggs Accountant nói, một công ty có trụ sở tại New York chuyên về thuế người nước ngoài của Mỹ cung cấp Công ty cho biết họ đã kiểm tra dữ liệu công khai được chính phủ Mỹ công bố 3 tháng một lần về tên của tất cả những người Mỹ từ bỏ quốc tịch. Đây chủ yếu là những người đã rời Mỹ. Esther Benfritz, một đối tác tại ở Accountant nói với CNN. Theo Benfritz, trong khi nhiều người từ bỏ quốc tịch phàn nàn về việc không hài lòng với môi trường chính trị hiện nay ở Mỹ thì một lý do khác dẫn đến quyết định của họ đó chính là thuế. Theo quy định, mỗi trường hợp sẽ phải trả khoảng 2.350 đô la phí chính phủ để từ bỏ quyền công dân của Hoa Kỳ. Đây là chi phí không thể, không hề thấp đối với nhiều người dân Mỹ. Esther Bembridge đối đối tác đối tác tại Bembridge Accountant nhận xét. Đánh giá về sự gia tăng của các trường hợp xin từ bỏ quyền công dân Mỹ, Sở Thuế vụ cho rằng một trong những nguyên nhân chính có thể xuất phát từ việc chính những người nước ngoài có quốc tịch Mỹ muốn tránh xa các chi phí khổng lồ trả cho chính phủ khi ngay cả khi họ ở nước ngoài. Theo pháp luật của Mỹ, các công dân quốc tịch Mỹ sống ở nước ngoài vẫn bị yêu cầu khai thuế, nộp thuế có thể và báo cáo tất cả các tài khoản ngân hàng của nước ngoài đầu tư và lương của họ ở bên ngoài nước Mỹ. Đối với nhiều người Mỹ, sự đòi hỏi này là quá nhiều và họ thực hiện quyền từ bỏ công dân một cách nghiêm túc vì họ không có kế hoạch trở về sinh sống tại Mỹ, một chuyên viên cao cấp tại Bembris Accountant nói. Bất chấp những rủi ro đi kèm với việc từ bỏ quốc tịch Mỹ, Bembris dự đoán rằng xu hướng này sẽ tiếp tục đi lên, Bembris nói rất nhiều người đang chờ đợi cuộc bầu cử tháng 11 để xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, chúng tôi tin rằng sẽ có một làn sóng người khác quyết định từ bỏ quyền công dân của mình. Tiếp theo tiếp theo nội dung của video này, Vanessa muốn chia sẻ với quý vị một cái bài báo nói về ông ông này là ông header của bên Thượng viện của Đảng Dân Chủ ông Chuck Schumer thì cái ông này chính là cái ông thống đốc của tiểu bang New York đó quý vị sắc lệnh của tổng thống Donald Trump là không thể thực hiện được đó là cái tiêu đề mà ông Chuck Schumer đã đưa ra cái lời phán quyết sau khi mà sắc lệnh của tổng thống Donald Trump đã được uh, ký vào ngày hôm qua uh, một ngày sau khi tổng thống Donald Trump cố gắng giải quyết sự bế tắc của quốc hội về việc chi tiêu cứu trợ coronavirus bổ sung bằng cách ký một loạt các sắc lệnh hành pháp lãnh đạo phe thiểu số thượng viện Chuck Schumer đã mô tả cái sắc lệnh là nhạt nhẽo không thể được thực hiện được để giải quyết nhu cầu của hàng triệu người Mỹ không có việc làm. Các sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ký vào thứ bảy giải quyết một số ưu tiên trong một cuộc đàm phán cứu trợ hội hội bị đình trệ chẳng hạn như cung cấp 400 đô la cho một tuần những người Mỹ bị thất nghiệp và bảo vệ người thuê khỏi thuê nhà khỏi bị trục xuất. Tuy nhiên, những sắc lệnh hành pháp này của Tổng thống Donald Trump vẫn bị phản ứng dữ dội từ các nhà phê bình và đặt câu hỏi liệu có vượt quá quyền hạn của tổng thống hay không. Tổng thống có thể làm điều này hay không, có hợp pháp hay không? ABC News York Stephen Phillips đã hỏi Scott Chumole vào chủ nhật chả bạn biết đấy tôi sẽ để việc đó cho các luật sư nó sẽ không thực hiện được và không có hiệu lực ở hầu hết các nơi trong vài tuần hoặc vài tháng ông mổ cho trả lời phỏng vấn lập luận rằng việc tiếp tục thanh toán thất nghiệp mở rộng sẽ trôi chảy khi Trump đã gia hạn mức 600 đô la hàng tuần trước đó như Đảng Dân Chủ đã đề xuất nếu như Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận cái mức 600 này thì đây là cái điều mà Đảng Dân Chủ đề xuất ở gói hê đoạch đó quý vị nhưng mà thực ra thì Tổng thống Donald Trump đã đồng ý rồi chỉ có điều là Đảng Cộng Hòa họ không có chấp nhận thôi trong một tuyên bố của hôm thứ Bảy, ông Chuck Schumer và bà Pelosi đã tiếp tục vận động để những người đồng cấp của Đảng Cộng Hòa quay trở lại đàm phán. Trong một nỗ lực để thỏa hiệp, bà Pelosi có nói với các nhà đàm phán từ văn phòng của Tổng thống, chúng tôi sẽ hạ xuống 1.000 tỷ nên bên Cộng Hòa hãy đưa lên 1.000 tỷ. Điều đó sẽ đưa cho chúng tôi thực hiện nhanh chóng hơn. Đó chính là cái lời nói của ông Chuck đã nói. Có nghĩa là cái sự thỏa hiệp Đảng Dân Chủ thì từ cái gói Heroic đã được thông qua vào hồi tháng 5 á, thì bà sẽ hạ xuống .000 tỷ thì nó sẽ còn 2.000 còn bên Đảng Cộng hòa thì thôi đang có cái gói 1.000 tỷ đã được thợ đã được đưa ra thì bây giờ nâng thêm 1.000 tỷ nữa thì cũng thành 2.000 tỷ và sẽ lấy ở cái mức trung bình đó và cái điều này Vanessa đã chia sẻ ở rất nhiều những cái video trước của Vanessa rồi rằng cái gói 2.000 tỷ sẽ là cái gói mà ở hai bên muốn đưa ra nhưng chưa bên nào dám đưa ra cả thì bây giờ họ đã đưa ra và chúng ta cùng chờ xem ngày mai quay trở lại tuần tới quay trở lại cuộc họp thì liệu họ có chấp nhận cái gói 2.000 tỷ này không và gói 1.200 đô liệu có được uh, under dưới cái 2.000 tỷ gói second stimulus check này không thì Vanessa sẽ cung cấp cái thông tin uh, cập nhật những cái thông tin mới nhất của cái gói cứu trợ này và sẽ chia sẻ với quý vị anh chị em và các bạn Tiếp theo bài báo còn nói rằng ông Chuck Schumer cũng lên án quyết định của Tổng thống Donald Trump đưa việc hoãn thuế tiền lương vào các nhóm hành động mà ông đã ký vào hôm thứ Bảy nhà lãnh đạo thiểu số tuyên bố hành động này sẽ để lại một hóa đơn khổng lồ khi nó hết hạn hoặc nếu khoản tiền được tha thứ như Tổng thống Donald Trump đã nói rằng có thể làm trong nhiệm cử thứ hai tiềm năng dẫn đến các chương trình lợi ích của chính phủ thiếu nguồn tài trợ cần thiết. Thì cái nội dung cái tiền thuế này là như thế nào? Thì như quý vị biết là Tổng thống đã phát biểu một câu rằng ông sẽ Uh, sẽ sẽ nghĩa sẽ sẽ không không yêu cầu cái khoản tiền thuế này phải hoàn trả hoặc là phải trả vào những cái đợt sau cái đợt mà uh, coronavirus này thì được hoãn đó quý vị nhưng mà sau cái đợt uh, dịch này thì thường là sẽ phải trả lại chả bù đó mọi người. Thế nhưng mà ông đã tuyên bố một cái câu như thế này rằng nếu như ông trở thành tổng thống của cái nhiệm kỳ tới thì ông sẽ hoãn, có nghĩa là hoãn permanent có nghĩa là forever, có nghĩa là 100% là không cần phải hoàn trả cho dù hết cái mùa dịch thì cái tiền thuế đấy cũng không cần phải uh, hoàn trả, có nghĩa là sẽ được free đó quý vị, sẽ được hoãn hoàn toàn. Thì uh, cái vấn đề vấn đề này thì chúng ta cũng cứ chờ xem xem cái tình hình nó như thế nào rồi chúng ta sẽ Uh, cung cấp cho quý vị Rồi Vanessa sẽ cung cấp cho quý vị Về những cái thông tin mới nhất Thì theo như cái hiện uh, trạng uh, Hiện tại bây giờ thì cái tiền 400 á, 300 thì tổng thống uh, Nhận là của bên liên bang tổng thống sẽ đứng ra gánh Còn lại uh, 100 là của tiểu bang Thì tiểu bang nào đồng ý thì mới được tất cả 400 Còn nếu không thì quý vị sẽ chỉ được lãnh cái phần 300 này thôi Và theo như những cái luật lệ mà để lãnh cái khoản tiền này Thì thường là sau 3 tuần cái ký kết thì sẽ được lãnh Thế nhưng mà Tổng thống Trump đã hứa là sẽ đưa cái số tiền này thật nhanh đến với bà con Thì chúng ta cũng chờ xem xem nhanh là bao nhiêu ngày Rồi Vanessa sẽ cung cấp thân cập nhật thông tin rồi chia sẻ với quý vị và cái khoản tiền này thì Tổng thống Trump đã lấy ở đâu thì quán án đã chia sẻ ở kênh MMV rồi là cái khoản của thừa cái khoản tiền của cái gói cứu trợ lần trước đó quý vị thì nó vẫn không có sử dụng tới. Thì Tổng thống Donald Trump đã nói là Ông sẽ không cần có một cái new fund Có nghĩa là không cần lấy một cái khoản tiền nào Mới cả để mà Trả cho cái tiền thất nghiệp này cả Mà ông sẽ lấy chính cái tiền thừa cái Gọi extra fund của cái uh, Last uh, similar check đó quý vị Đây là cái bài báo họ đã đưa ra Chính thức cái lời nói của Tổng thống Donald Trump Là như vậy Nên là nó là một cái điều chắc chắn đó quý vị Và khi nào thì chúng ta nhận được tiền Rồi thì uh, 400 chắc chắn sẽ nhận được Uh, hay như thế nào thì bây giờ nói là khả quan là có chắc chắn 90% là mọi người những nhà phân tích họ nói là sẽ được còn lại thì vẫn còn ở trong những cái rủi ro thì chúng ta cùng chờ xem liệu bà Nancy có kiện tổng thống Donald Trump hay không hay là bà sẽ lặng lẽ rút lui và quay trở lại đàm phán cái gói cứu trợ thứ hai và trong tuần tới sẽ dự dẫn đến cái um, kết quả của gói cứu trợ ở 1.200 lần 2 thì chúng ta sẽ cùng chờ xem nha tại vì thấy cái tình hình hiện tại là nó cũng rất khả quan đó quý vị là có vẻ như bà Nancy đã chấp nhận rồi thì tại hôm nay có cái bài báo là bà đã đưa ra cái lời mà từ hôm trước bà đã nói rồi Là bà sẽ chấp nhận nếu như cái gói cứu trợ nó rơi vào 2.000 tỷ Thì bây giờ chúng ta cùng chờ xem Đảng Cộng Hòa họ có chấp nhận 2.000 tỷ này không Nếu như họ chấp nhận thì có khả năng gói cứu trợ sẽ được đi đến hồi kết vào tuần tới là điều rất khả quan đó quý vị rồi Vanessa cũng sẽ xin chia sẻ cái video đến đây thôi vì cái video ngày hôm nay Vanessa cũng đã chia sẻ rất nhiều trong cái kênh MMV rồi. Và rất mong những ai là người mới đến với kênh của Vanessa thì xin bấm cái chuông ở bên tay phải đăng ký miễn phí ủng hộ cho Vanessa cũng như để nhận được những cái video mới nhất và cảm ơn rất là nhiều quý vị đã theo dõi kênh Vanessa trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị anh chị em và các bạn có nhiều sức khỏe, bình an trong cái mùa dịch này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye.